Gần đây, ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc liên tục gặp sóng gió, rơi vào tình cảnh vừa có áp lực nội tại vừa chịu cạnh tranh bên ngoài. Theo dữ liệu mới nhất, thì phần doanh thu bán dẫn hệ thống toàn cầu của Hàn Quốc sẽ giảm từ 2,3% vào năm 2023 xuống còn 2% vào năm 2025 và dự kiến sẽ tiếp tục giảm xuống 1,6% vào năm 2027 trong lĩnh vực gia công bán dẫn tổng sản lượng bán dẫn của Hàn Quốc vào tháng 9 năm ngoái đã lần đầu tiên giảm sau 14 tháng tăng trưởng liên tục. Theo báo cáo mới nhất của trên phọc, thị phần của Samsung trên thị trường gia công bán dẫn toàn cầu trong quý 3 năm 2024 đã giảm xuống còn 9,3%, giảm 2,2 điểm phần trăm so với quý trước. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nghiên cứu thị trường của trên phọc, Samsung rơi xuống dưới mức 10%. Dù so với Samsung, SK Hynix có mức tăng trưởng nhẹ, nhưng do quy mô thị phần của SK Hynix quá nhỏ, họ khó có thể bù đắp khoảng trống lớn do sự sụt giảm nhanh chóng của Samsung gây ra, đồng nghĩa với việc không thể đảo ngược tình trạng suy thoái kéo dài của ngành sản xuất bán dẫn Hàn Quốc. Báo cáo cũng chỉ ra rằng sự trỗi dậy của các nhà máy gia công bán dẫn Trung Quốc trong những năm gần đây, đặc biệt trong lĩnh vực tiến trình sản xuất truyền thống, đang trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với các công ty Hàn Quốc. Dự báo đến cuối năm 2025, tỷ lệ công suất sản xuất của các nhà máy gia công Trung Quốc trong các tiến trình 28 nanomet và 22 nanomet sẽ vượt 25%, tiếp tục chèn ép không gian sinh tồn của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Thị phần của Hàn Quốc trong thị trường gia công bán dẫn toàn cầu đã giảm từ khoảng 21% vào năm 2023 xuống còn 12% trong quý 3 năm 2024 và ước tính đến năm 2025 có thể giảm xuống dưới 9%. Trung hợp là, chỉ mới hôm trước, Samsung Electronics đã chính thức tuyên bố kế hoạch cắt giảm mạnh vốn đầu tư vào bộ phận sản xuất vào năm 2025. Cụ thể, mức đầu tư sẽ giảm từ 10.000 tỷ won vào năm 2024 xuống còn 5.000 tỷ won vào năm 2025, tương đương mức cắt giảm kinh hoàng 50%. Trong bảng gia công bán dẫn, Samsung hiện không chỉ gặp vấn đề về tỷ lệ thành phẩm trong tiến trình tiên tiến, mà trở ngại lớn nhất trong một đến 2 năm qua là không giành được bất kỳ đơn hàng nào từ các khách hàng lớn. Hiệu suất sử dụng công suất sản xuất trên dây chuyển 4 đến 7 nanomet của Samsung đã giảm hơn 30%, các nhà máy tích 2 và 3 đã phải đóng cửa nhiều dây chuyển sản xuất một số chuyên gia đã cảnh báo rằng ngành công nghiệp bán dẫn của hàn quốc hiện nay đang quá phụ thuộc vào chip nhớ dẫn đến sự phân cực nghiêm trọng nếu bán dẫn hệ thống và tiến trình tiên tiến tiếp tục suy giảm năng lực cạnh tranh của ngành bán dẫn hàn quốc có nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng vậy chúng ta nên nhìn nhận thế nào về tình trạng khó khăn hiện tại của bán dẫn hàn quốc sự suy giảm chỉ là bề nối hay còn những vấn đề sâu xa hơn trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của ngành bán dẫn toàn cầu hiện nay hàn quốc liệu có còn tương lai hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về chủ đề thú vị này Trái ngược với cảm giác chung của nhiều người, ngành điện tử Hàn Quốc vẫn là một thực thể kinh tế rất mạnh, Samsung và SK Hynix vẫn là hai nhà cung cấp chính của thị trường DRAM và NAND toàn cầu, với tổng thị phần khoảng 65%, trong lĩnh vực SBM, bộ nhớ băng thông cao, họ vẫn giữ vị thế dẫn đầu tuyệt đối. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng ngành bán dẫn Hàn Quốc đang xuất hiện những vết nứt của một đế chế. Vấn đề nổi cộng đầu tiên chính là hệ thống tài phiệt đã ăn sâu vào Hàn Quốc. Nếu nhìn vào dữ liệu doanh thu, 6 tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc trong năm 2024 có tổng doanh thu khoảng 11.500 tỷ đô la Mỹ, trong đó 3 tập đoàn lớn nhất là Samsung khoảng 3.200 tỷ đô la Mỹ, Hyundai khoảng 2.500 tỷ đô la Mỹ, SK Group khoảng 1.200 tỷ đô la Mỹ. Tổng cộng, sáu tập đoàn này chiếm hơn 60% GDP của Hàn Quốc, trong đó riêng Samsung đã chiếm gần 22% và tỷ lệ này vẫn đang tiếp tục tăng. Một vấn đề cốt lõi ở đây là mô hình quản lý doanh nghiệp của các tập đoàn này rất khác so với mô hình doanh nghiệp hiện đại truyền thống. Hiện nay, tất cả 6 tập đoàn lớn của Hàn Quốc đều vận hành theo mô hình nắm giữ chéo trong nội bộ gia tộc, thông qua kiểm soát các công ty chủ chốt để duy trì quyền lực trên nhiều cấp độ. Có thể hình dung điều này giống như Elon Musk giao chìa khóa toàn bộ đế chế của mình cho con trai, bất kể cậu bé có đủ năng lực hay không. Sau đó, con trai trái mớt sẽ truyền lại cho thế hệ tiếp theo, tạo ra một vòng lặp tra truyền con nối. Hệ thống này ở Hàn Quốc có một thuật ngữ riêng gọi là chebon. Chaebol từng có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển hiện đại của Hàn Quốc. Những lãnh đạo xuất sắc như Lee kun hee Samsung, Chung Mang-ku Hyundai hay Chae Tae-won SK đã giúp Hàn Quốc vươn lên trở thành một cường quốc công nghệ. Nhưng theo thời gian, quyền lực cha truyền con nối này ngày càng bị tha hóa bởi sự thối nát nội bộ, các vụ bê bối tài chính, tham nhũng, tranh giành quyền lực trong các tập đoàn tài phiệt ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trong những năm gần đây, nhiều thành viên của các gia đình tài phiệt bao gồm cả các cháu trai, cháu gái kế thừa của Samsung, đều đã bị cáo buộc hoặc kết án vì các tội danh liên quan đến thuế và tài chính. Một vấn đề lớn khác là mối quan hệ mập mờ giữa các chê bôn và chính phủ Hàn Quốc khi các tập đoàn tài phiệt kiểm soát một phần lớn nền kinh tế, chính phủ và cơ quan công tố Hàn Quốc khó có thể thực hiện những biện pháp kỷ luật thực sự đối với các thành viên gia tộc này. Trong các doanh nghiệp công nghệ, một lãnh đạo có tâm nhìn chiến lược và khả năng quản trị tốt có thể giúp công ty đạt được thành công lớn, nhưng nếu người kế nhiệm kém năng lực, thiếu tâm nhìn, doanh nghiệp có thể gặp tổn thất nghiêm trọng. Samsung chính là ví dụ điển hình nhất. Hệ thống kế vị gia tộc trong các che bôn đang ngày càng mở rộng, với số lượng người thừa kế ngày càng tăng. Trước đây, các vị trí quản lý cấp trung trong tập đoàn tài phiệt vẫn thường do các chuyên gia kỹ thuật đảm nhận. Nhưng ngày nay, những vị trí này dần bị thay thế bởi các thành viên gia đình, những người ít kinh nghiệm nhưng có tham vọng tranh giành quyền lực khi hệ thống quản lý bị thao túng bởi các cuộc đấu đá nội bộ các quyết định chiến lược của doanh nghiệp sẽ trở nên rủi ro hơn kéo theo sự trì trệ trong đổi mới công nghệ và cải cách quản lý và chính điều này đang trở thành rào cản lớn nhất đối với sự phát triển của các công ty công nghệ hàn quốc vấn đề thứ hai người lao động hàn quốc thực sự là những con bò con ngựa đúng nghĩa Tình trạng lao động ở Hàn Quốc hoàn toàn khác so với Nhật Bản và Trung Quốc, do những đặc thù trong quá trình phát triển kinh tế, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, Hàn Quốc đã thực hiện một loạt chính sách kinh tế theo chủ nghĩa tân tự do, điều này dẫn đến hàng loạt vấn đề cơ cấu sâu xa trong nền kinh tế, trong đó mâu thuẫn lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động là nổi bật nhất. Theo Kim Yong Chan, cựu trưởng bộ phận pháp lý của tập đoàn Samsung, trong cuốn sách Samsung Insider, vén màn sự thật về vị trí số 1 của Samsung, ông đã tiết lộ nhiều chi tiết đáng chú ý. Một, sự kiểm soát tuyệt đối của ban thư ký Samsung, cuốn sách đề cập đến việc ban thư ký của Samsung, hay còn gọi là ban cơ cấu điều chỉnh, nắm quyền lực quá lớn, kiểm soát gần như toàn bộ công tác bổ nhiệm nhân sự và phân bổ nguồn lực của tập đoàn, trong khi đó, các tổng giám đốc điều hành của các công ty con lại không có quyền tự quyết về nhân sự, điều này khiến nhân viên bình thường gần như không có cơ hội thăng tiến trong nội bộ tập đoàn. 2. Chính sách lương thưởng hà khắc, chênh lệch thu nhập quá lớn. Năm 2012, Samsung đã áp dụng một hệ thống lương thưởng theo hiệu suất, PI và PS, cực kỳ nghiêm ngặt. Điều này dẫn đến thu nhập của nhân viên bình thường phụ thuộc rất lớn vào tiền thưởng hiệu suất. Những người có cùng chức vụ như mức lương có thể chênh lệch gấp 5 lần. Không chỉ vậy, cuốn sách còn chỉ ra rằng, khoảng cách thu nhập giữa ban lãnh đạo và nhân viên là cực kỳ lớn. Ban lãnh đạo và các cổ đông lớn của Samsung có thể hưởng lợi từ những kế hoạch sở hữu cổ phần phức tạp, giúp họ thu về khoản lợi nhuận khổng lồ, trong khi đó, nhân viên bình thường phải làm việc nhiều giờ để duy trì thu nhập ổn định. 3. Mô hình lao động ngắn hạn đang dần thay thế việc làm ổn định. So với các công ty Nhật Bản, các doanh nghiệp Hàn Quốc tập trung tối đa vào các giảm chi phí và nâng cao hiệu suất, không có xu hướng cung cấp hợp đồng lao động dài hạn. Điều này khiến số lượng công việc ngắn hạn bán thời gian và theo sản lượng ngày càng gia tăng, thu nhập của người lao động bị bóp nghẹt, đặc biệt là những người làm việc ngoài các tập đoàn lớn. Tình trạng này đã khiến khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, dẫn đến một hệ lụy nghiêm trọng, tầng lớp lao động không còn cơ hội cải thiện cuộc sống, trong khi giới tài phiệt vẫn tiếp tục thâu tóm tài nguyên. Vấn đề nghiêm trọng hơn do mối quan hệ thân thiết giữa các bôn và chính phủ Hàn Quốc đã khiến chính sách công nghiệp nước này chủ yếu tập trung vào việc mở rộng và củng cố quyền lực của các tập đoàn lớn. Điều này gây ra nhiều hậu quả, doanh nghiệp vừa và nhỏ bị áp lực cạnh tranh lớn hơn, ngày càng nhiều doanh nghiệp nhỏ phá sản họ bị thâu tóm, thị trường bị tập trung hóa mạnh mẽ, quyền lực kinh tế ngày càng rơi vào tay một số ít tập đoàn lớn. Hệ quả là người lao động Hàn Quốc ngày càng ít lựa chọn hơn, họ chỉ có hai con đường, hoặc vào làm việc cho các tập đoàn lớn với chế độ làm việc kiệt quệ, hoặc đối mặt với sự bất ổn trong thị trường lao động ngắn hạn, bấp bênh về thu nhập. Với thực trạng như vậy, nhiều người trẻ Hàn Quốc không còn thấy tương lai, dù làm việc cho các tập đoàn lớn, họ vẫn bị bóc lột đến kiệt quệ. Nhiều người trẻ Hàn Quốc cảm thấy số phận của mình giống như những con bò, con ngựa bị vắt kiệt sức lực, nhìn bề ngoài có vẻ hào nhoáng nhưng thực tế chỉ đang làm công việc không có tương lai. Một bên là giới tài phiệt sống xa hoa, với bệnh viện tư, giáo dục tư, quan hệ chặt chẽ với chính trị gia và quyền lực được kế thừa qua nhiều thế hệ, một bên là người lao động phải làm việc cật lực nhưng không có cơ hội thăng tiến, lương không đủ sống và phải gánh trên vai những khoản nợ chồng chất tình trạng bất mãn trong xã hội hàn quốc ngày càng gia tăng dù người dân đông á à vốn nổi tiếng với khả năng chịu đựng nhưng sự bất công luôn có giới hạn và một khi áp lực vượt ngưỡng những con bò con ngựa cũng sẽ nổi giận Ngày 8 tháng 7 năm 2024, Samsung Electronics chứng kiến cuộc đình công lớn đầu tiên trong 55 năm kể từ khi thành lập. Hơn 6.500 nhân viên đã xuống đường dưới trời mưa, tham gia cuộc đình công kéo dài 3 ngày. Không chỉ có Samsung, tình trạng bất mãn giữa người lao động và các tập đoàn lớn ở Hàn Quốc đang lan rộng. Ngày 26 tháng 6 năm 2024, công đoàn của Hyundai Motor đã bỏ phiếu quyết định đình công sau 8 vòng đàm phán căng thẳng. Hyundai buộc phải nhượng bộ để tránh một cuộc đình công diện rộng. Ngày mùng 6 tháng 9 năm 2024, SK Hynix cũng đối mặt với tranh chấp lao động khi nhân viên bày tỏ sự bất mãn về cách tính toán tiền lương, chi phí làm thêm giờ và tiền thưởng không minh bạch. Kết quả, công ty phải chấp nhận tăng lương 5,7% và ký một thỏa thuận tạm thời. Tóm lại, mâu thuẫn lao động tại Hàn Quốc ngày càng gia tăng, phản ánh rõ ràng rằng lợi ích của người lao động và các tập đoàn tài phiệt đang ngày càng tách rời nhau. Trong khi các chê bôn tận dụng các chính sách kinh tế để tích lũy khối tài sản khổng lồ thì thu nhập và điều kiện làm việc của người lao động không có sự cải thiện đáng kể điều này không chỉ tạo ra sự bất bình đẳng mà còn giết chết động lực sáng tạo và nhiệt huyết làm việc trong doanh nghiệp thử tưởng tượng bạn làm việc cho Elon Musk giúp ông ta mua lại Twitter phóng tên lửa phát triển AI AI rồi cuối cùng ông ấy chỉ đơn giản tăng lương cứng cho bạn một chút và nói như vậy ổn chứ bạn có chấp nhận không liệu mất một thiên tài có khát vọng thay đổi thế giới, có chịu làm việc với chế độ như vậy, không chỉ mất, bạn cũng sẽ không muốn làm việc trong một hệ thống mà công sức của mình không được đền đáp xứng đáng. Vậy tại sao Hàn Quốc tụt hậu trong lĩnh vực AI và các mô hình ngôn ngữ lớn? Nhìn sang OpenAI, họ có bao nhiêu nhân sự chủ chốt? Nhìn sang DeepSeek của Trung Quốc, họ có bao nhiêu nhân sự? Xét về số lượng, cả hai đều là các công ty công nghệ quy mô trung bình so với Mỹ và Trung Quốc. Vấn đề cốt lõi nằm ở mô hình kinh tế tài phiệt của Hàn Quốc, các tập đoàn lớn tập trung vào tích lũy tài sản và quyền lực, nhưng lại giết chết tinh thần khởi nghiệp và khả năng sáng tạo của doanh nghiệp nhỏ, những người có tài năng, đam mê và ý chí đơn thương độc mã thay đổi thế giới, không thể phát triển trong một môi trường như vậy. Đây chính là vấn đề gốc rễ. Nền công nghiệp bán dẫn từ lâu đã là niềm tự hào của Hàn Quốc, đóng vai trò động lực chính thúc đẩy nền kinh tế và đưa quốc gia này trở thành một trong những trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu biến động mạnh mẽ, đặc biệt trong một đến 2 năm qua, Hàn Quốc đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Các tập đoàn lớn như Samsung và SK Hynix đã chọn đứng về phía Mỹ, đồng bộ hóa chiến lược với Washington trong chính sách hạn chế xuất khẩu công nghệ bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc. Đây là một phần trong nỗ lực của liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm kiềm chế sự trỗi dậy công nghệ của Bắc Kinh. Nhưng lựa chọn này không hề đơn giản và Hàn Quốc đang phải trả giá bằng những rủi ro kinh tế và cạnh tranh ngày càng lớn. Hàn Quốc hiện đang bị ràng xé giữa hai siêu cường kinh tế, theo số liệu gần đây khoảng 80% sản lượng bản dẫn của Hàn Quốc, bao gồm chip nhớ đi giam, nen và các linh kiện công nghệ cao, được xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc. Trung Quốc chiếm gần 40% kim ngạch xuất khẩu bản dẫn của Hàn Quốc nhờ vai trò trung tâm sản xuất thiết bị điện tử toàn cầu, trong khi Mỹ là thị trường lớn cho các sản phẩm công nghệ cao và là đồng minh chiến lược không thể thiếu. Việc Nga hẳn về Mỹ, tuân thủ các biện pháp hạn chế công nghệ đối với Trung Quốc, có thể khiến Bắc Kinh trả đũa bằng cách giảm nhập khẩu từ Hàn Quốc hoặc đẩy nhanh quá trình tự chủ công nghệ bán dẫn nội địa. Điều này sẽ gây ra một cú sốc lớn cho nền kinh tế Hàn Quốc, nâng ngành bán dẫn đóng góp hơn 20% tổng kim mạch xuất khẩu quốc gia. Donald Trump đã chính thức trở lại Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 trước Phó Tổng thống Kamala Harris với khẩu hiệu Amazing First. Trump ngay lập tức thực thi các chính sách bảo hộ mạnh mẽ trong trong tháng đầu tiên, ông đã ký khoảng 70 xác lệnh hành pháp, bao gồm việc áp thuế bổ sung 25%, lên thép và nhôm nhập khẩu từ Canada, nâng tổng thuế lên 50%, đồng thời đóng băng các quy định và tuyển dụng liên bang. Các động thái này báo hiệu một làn sóng bảo hộ mới, có thể sớm mở rộng sang các sản phẩm công nghệ như bán dẫn đối với Hàn Quốc. Điều này đặt ra thách thức lớn nếu Mỹ áp thuế lên hàng hóa từ các đồng minh như Hàn Quốc để bảo vệ ngành công nghiệp nội địa, các tập đoàn như Samsung và SK Hynix sẽ phải đối mặt với chi phí xuất khẩu cao hơn hoặc buộc phải chuyển dịch sản xuất sang Mỹ. Thực tế, Samsung đã đầu tư 17 tỷ đô la Mỹ vào nhà máy sản xuất chip tại Texas, trong khi SK Hynix lên kế hoạch xây dựng cơ sở tại Indiana. Các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam và Malaysia cũng trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ chi phí lao động thấp và chính sách ưu đãi thế. Tuy nhiên, chiến lược này là con dao hai lưỡi. Việc chuyển dịch sản xuất làm suy yếu năng lực nội địa của Hàn Quốc, nơi vốn là trung tâm tích hợp nghiên cứu, phát triển và sản xuất, Hàn Quốc không chỉ mất việc làm mà còn đối mặt với nguy cơ dò dỉ công nghệ và giảm khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, khiến họ khó cạnh tranh với TSMC hay Intel. Không chỉ chịu áp lực từ chiến tranh thương mại Mỹ Trung, ngành bán dẫn Hàn Quốc còn bị chèn ép từ hai phía trong cuộc đua công nghệ ở phân khúc cao cấp. Các công ty hàng đầu thế giới như TSMC, Qualcomm, NVDA và Broadcom đang chiếm ưu thế trong công nghệ tiên tiến như chip 3 nanomet, nơi Samsung vẫn gặp khó khăn với tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn thấp. TSMC với năng lực sản xuất vượt trội và mối quan hệ chặt chẽ với các khách hàng lớn như Apple đang bỏ xa Samsung trong lĩnh vực bán dẫn hệ thống. Tại sao Samsung và SK Hynix lại chật vật ở mảng này? Một, thiếu nhân lực chuyên môn trong ngành đi. Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt kỹ sư công nghệ cao, đặc biệt trong thiết kế chip hệ thống phức tạp. 2. hỗ trợ hạn chế cho sở tấp và doanh nghiệp nhỏ. Hệ sinh thái bán dẫn của Hàn Quốc phụ thuộc quá nhiều vào hai ông lớn Samsung và SK Hynix. Thiếu sự đổi mới từ các công ty nhỏ hơn để cạnh tranh với mô hình đa dạng của Đài Loan hay Mỹ, dù Hàn Quốc vẫn giữ lợi thế trong công nghệ bộ nhớ tiên tiến như SBM, loại chip được NVDA săn đón cho các hệ thống AI, khoảng cách với đối thủ đang dần thu hẹp, khiến biên lợi nhuận bị siết chặt. Trong khi đó, ở phân khúc trung và thấp cấp, Trung Quốc đang nổi lên như một mối đe dọa lớn. Trước đây, một số doanh nghiệp Hàn Quốc từng tuyên bố rút khỏi thị trường Trung Quốc để tuân thủ chính sách của Mỹ, khiến các công ty Trung Quốc mất lòng tin vào nguồn cung từ Hàn Quốc. Hệ quả là Bắc Kinh đã đầu tư mạnh mẽ vào ngành bán dẫn nội địa với các công ty như SMIC, dần xây dựng chuỗi cung ứng độc lập. Nếu xu hướng này tiếp diễn, Hàn Quốc có thể bị loại khỏi thị trường Trung Quốc, một tổn thất không nhỏ đối với các sản phẩm bán dẫn giá rẻ. Liệu Hàn Quốc có thể tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu toàn cầu, hay sẽ dần đánh mất lợi thế mà họ đã xây dựng qua hàng thập kỷ? Nhìn sang Việt Nam, câu chuyện của Hàn Quốc không chỉ là lời cảnh báo mà còn là cơ hội. Hiện nay, Việt Nam là trung tâm sản xuất lớn của Samsung, với các nhà máy tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, đóng góp 20-25% GDP xuất khẩu. SK Hynix cũng đang cân nhắc đầu tư thêm. Nhưng nếu Trump tiếp tục đẩy mạnh bảo hộ, các tập đoàn Hàn Quốc có thể giảm đầu tư tại Việt Nam để chuyển sang Mỹ, để lại chúng ta với nguy cơ mất vốn và công nghệ. Hơn nữa, Việt Nam hiện chỉ làm gia công, chưa chạm đến khâu thiết kế hay sản xuất chip. Vậy làm sao để biến thách thức thành bàn đạp? Đầu tiên, chúng ta cần đào tạo nhân lực chuyên sâu với chỉ 5.000 kỹ sư công nghệ cao. Việt Nam phải hợp tác với các trường đại học như Đại học Quốc gia hay Bách Khoa để xây dựng chương trình thiết kế và sản xuất chip, đồng thời học hỏi từ Hàn Quốc qua các dự án như Samsung Talent Pozo Gozem. Thứ hai, cần phát triển năng lực nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp như Viettel tết và yêu cầu Samsung chuyển giao công nghệ, ví dụ mở trung tâm đi tại Việt Nam. Thứ ba, hãy đa dạng hóa đối tác mời Intel, TSMC, Zenosec đến đầu tư, đồng thời thúc đẩy ngành điện tử trong nước như IoT hay ô tô điện để tạo nhu cầu chip nội địa. Cuối cùng, lập quỹ đầu tư bán dẫn 1 đến 2 tỷ đô la Mỹ và hợp tác với ASEAN như Malaysia, Singapore để xây dựng chuỗi cung ứng khu vực tránh phụ thuộc vào Mỹ Trung. Nếu làm được, Việt Nam không chỉ tránh lặp lại sai lầm của Hàn Quốc mà còn có thể vươn lên thành trung tâm bán dẫn mới ở Đông Nam Á. Mình là Tùng Dũ, đừng quên nhấn theo dõi để cùng khám phá những câu chuyện công nghệ hay ho và độc đáo nhé.